EU triệu tập cuộc họp mang tính lịch sử tại Ukraine. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói lời chia tay với EU. Binh sĩ Ukraine áp dụng giải pháp mới tránh bị phá hủy cho xe tăng Challenger 2. EU tìm cách hàn gắn mối quan hệ rạn nứt giữa Đức và Pháp. Ông Trump thông báo ra tòa để giành lại tên tuổi của mình. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi toàn cảnh thế giới trên kênh của chúng tôi. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, EU mới đây triệu tập ngoại trưởng 27 thành viên họp ở Kiev. Cuộc họp dự kiến bàn về quá trình kết nạp Ukraine vào EU cùng các biện pháp quan trọng khác như tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine, siết trừng phạt Nga. Quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell mới đây đưa ra thông báo trên X rằng chúng tôi đang triệu tập cuộc họp mang tính lịch sử của các ngoại trưởng Liên minh châu Âu EU tại Ukraine, ứng viên và thành viên tương lai của Liên minh. Chúng tôi ở đây để thể hiện sự đoàn kết và ủng hộ người dân Ukraine. Theo ông Borrell, đây là lần đầu tiên ngoại trưởng 27 nước thành viên EU họp ngoài lãnh thổ Liên minh. Ông Borrell cho biết thêm tương lai của Ukraine là trong EU. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hoan nghênh động thái và trả lời báo giới rằng sự kiện mang tính lịch sử bởi đây là lần đầu tiên Hội đồng đối ngoại của EU họp bàn bên ngoài ranh giới hiện tại, nhưng ở trong ranh giới tương lai của Liên minh. Cuộc họp dự kiến bàn về quá trình kết nạp Ukraine vào EU cùng các biện pháp quan trọng khác như tăng cường hỗ trợ quân sự Ukraine, siết trừng phạt Nga. Trước đó, theo Reuters, các nước EU dự kiến vào tháng 12 năm nay sẽ quyết định liệu có cho phép Ukraine bắt đầu đàm phán gia nhập khối hay không. Điều này đòi hỏi sự ủng hộ của tất cả 27 nước thành viên EU. Các nhà ngoại giao nhận định Hungary có thể phản đối khả năng này. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Hungary hôm 29 tháng 9, ông Orbán nói, chúng ta không thể né tránh các câu hỏi khi sẽ có những cuộc thương lượng ở Bruxelles về tương lai của Ukraine. Liệu chúng ta có thể thực sự xem xét nghiêm túc để bắt đầu các cuộc đàm phán kết nạp một nước đang có xung đột? Chúng ta không biết lãnh thổ nước này rộng lớn ra sao vì xung đột vẫn đang tiếp diễn, không biết dân số của họ lớn đến mức nào khi các công dân đang đi lánh nạn. Lãnh đạo chính phủ Hungary nhấn mạnh việc kết nạp một quốc gia vào EU khi không biết các giới hạn của nước này là điều chưa từng có tiền lệ. Trong khi đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine hồi tháng 2, EU không đáp ứng được yêu cầu của Kiev về một quá trình nhanh chóng hướng tới việc gia nhập khối, nhưng lãnh đạo các nước EU ca ngợi cam kết và tiến bộ của Ukraine thời điểm đó. Ukraine đã được trao tư cách ứng viên đầy đủ vào năm ngoái. Kiev cho biết họ hy vọng sẽ trở thành thành viên đầy đủ của EU vào năm 2026. Các cuộc đàm phán giữa EU và Ukraine tại hội nghị hồi tháng 2 tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận các sản phẩm của Kiev vào thị trường EU. Các nước EU cũng đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Ukraine trong năm qua và cam kết gửi vũ khí hạng nặng như xe tăng chiến đấu đến nước này. Thưa quý vị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không còn mong đợi bất cứ điều gì từ EU khi họ phải chờ đợi quá lâu để trở thành thành viên của khối này. Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ mọi lời hứa, nhưng Liên minh châu Âu-EU thì ngược lại. Đài RT hôm 1 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước ông không còn mong đợi bất cứ điều gì từ EU sau hàng thập kỷ chờ đợi để trở thành thành viên của khối này. Ông cho rằng nước ông đã giữ mọi lời hứa, nhưng Liên minh châu EU thì ngược lại. Trong những tháng gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ phàn nàn việc ngày càng nhiều công dân của họ bị từ chối cấp thị thực Schengen. Tuy nhiên, EU khẳng định khối này không gây ra thêm trở ngại nào đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, ông Erdogan cũng tuyên bố nước này có thể chia tay với Liên minh châu EU nếu thấy cần thiết sau khi Nghị viện châu Âu EP thông qua báo cáo mới về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tháng này, Nghị viện châu Âu thông qua một báo cáo chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ vì đã cắt giảm các quyền tự do cơ bản, cũng như những hành động đi ngược lại luật pháp quốc tế và quan hệ láng giềng tốt đẹp. Tổng thống Erdogan cho rằng việc EU từ chối cấp thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ là các biện pháp trừng phạt bí mật chống lại Ankara. EU ngày càng chỉ trích Ankara trong những năm gần đây, cáo buộc Tổng thống Erdogan cố gắng củng cố quyền lực theo cách đi ngược lại quy tắc của EU. Trước đó, chính quyền Ankara đã chỉ trích báo cáo của Nghị viện châu Âu về Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng tài liệu này chứa đầy những cáo buộc không công bằng và thành kiến dựa trên thông tin sai lệch từ lực lượng chống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng báo cáo được thông qua vào thời điểm cực kỳ quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định và an ninh của lục địa. Và khi cánh cửa cơ hội đã mở ra để khôi phục quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU, Nghị viện châu Âu lại đưa ra một chương trình nghị sự khác thay vì đàm phán về các vấn đề liên quan Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh nước này có tiềm năng đưa EU trở thành một thế lực toàn cầu trước mọi thách thức hiện có, chủ yếu trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, biến đổi khí hậu và kinh tế. Để nhận ra những thực tế này, cần phải có cách tiếp cận hướng tới tương lai, không bị ảnh hưởng bởi lợi ích hạn hẹp của một số nhóm nhất định. Thổ Nhĩ Kỳ nộp hồ sơ gia nhập EU vào năm 1987 và được công nhận là ứng cử viên 12 năm sau đó, mặc dù các cuộc đàm phán về tư cách thành viên đã được tiến hành vào năm 2005, nhưng tiến độ diễn ra rất chậm và quá trình này đã bị đóng băng kể từ năm 2016. Một giải pháp tạm thời đã được các binh sĩ Ukraine thực hiện với xe tăng Challenger 2 nhằm tăng độ vững chắc cho cỗ chiến xa. Gót chân Achilles của xe tăng Challenger 2 do Anh chế tạo được xác định là phần giáp phía trước bên dưới glacis, có thể khiến phương tiện bị tổn thương trước vũ khí chống tăng của đối phương. Được biết, bộ phận này của cỗ chiến xa do Anh chế tạo không phải giáp composite và độ dày của tấm thép được lắp đặt chỉ là 100 mm. Chính vì vậy, binh sĩ Ukraine đã phải lập tức gia cường vị trí trên, nhưng theo cách đơn giản, đó là gắn thêm một miếng thép. Bên cạnh phần giáp bổ sung có dạng lồng thép, một số xe tăng Challenger 2 do Anh viện trợ Ukraine còn được nhìn thấy mang theo mái che để chống lại cuộc tấn công do UAV cảm tử Lancet thực hiện. Chuyên gia quân sự của Military Watch đánh giá xe tăng Challenger 2 có nhiều vấn đề kỹ thuật khó tương thích hệ thống tác chiến và hậu cần của Ukraine hiện tại. Trong đó đáng kể nhất, kiểu pháo rãnh xoắn 120 mm lệch chuẩn với các dòng xe tăng NATO hiện đại, thiết bị quan sát ảnh nhiệt lạc hậu và nhiều vấn đề hậu cần phức tạp khác. Military Watch nhận định một số tính năng của xe tăng Challenger 2 chính là điểm yếu và nó sẽ bộc lộ rõ ràng trên chiến trường Ukraine. Xe tăng Challenger 2 thường được so sánh với T-90M của Nga. Dựa trên tính năng đánh giá xe tăng Nga có lợi thế hơn về khả năng cơ động và tốc độ thay đạn. Nếu đối đầu, xe tăng Anh sẽ trúng ít nhất 2 phát đạn trước khi vào tầm phản kích lại xe tăng Nga. Các nhà quan sát phương Tây cho rằng Ukraine đã đưa các xe thiết giáp hạng nặng của Đức ra khỏi chiến trường do chúng bị mắc kẹt trong các bãi mìn dày đặc của Nga. Một số xe tăng phương Tây cung cấp cho Ukraine đã bộc lộ hạn chế trên chiến trường trước tuyến phòng thủ kiên cố của Nga. Quân đội Ukraine đã nhận được các dấu hiệu cảnh báo về khả năng chiến đấu của Challenger 2 khi các quan chức hàng đầu của lực lượng vũ trang Anh nói rằng Ukraine nên tránh triển khai loại xe tăng này ở những khu vực mà chúng có thể bị lực lượng Nga phá hủy. Một vấn đề khác sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai những chiếc Challenger 2 của Lữ đoàn 82 ở Zaporizhia là cuộc đối đầu trên không và pháo binh, hai lĩnh vực mà Nga giành được ưu thế. Đây là vấn đề chắc chắn ảnh hưởng đến tất cả các phương tiện quân sự của Ukraine, dù ở gần tiền tuyến hay hậu phương. Nhưng xe tăng Challenger 2 đặt ra hai thách thức đặc biệt về vấn đề này, liên quan đến kích thước và trọng lượng. Với trọng lượng từ 64 đến 75 tấn, tùy thuộc vào cấu hình lớp giáp, Challenger 2 là một trong những xe tăng nặng nhất trong kho vũ khí của NATO. Điều đó nghĩa là việc di chuyển thông thường, đặc biệt là ở những khu vực không phù hợp với xe tăng hạng nặng do bùn, sông, đường và cầu hẹp, cũng như các chướng ngại vật, có thể là một thách thức đối với loại xe tăng này. Theo các chuyên gia quân sự, Challenger 2 có nguy cơ bị đe dọa liên tục bởi vũ khí chống tăng thông thường như súng trường chống tăng và tên lửa chống tăng vác vai của các lực lượng Nga. Challenger 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại duy nhất không dùng pháo nòng trơn. Xe tăng này sở hữu pháo chính L30A1 120 mm, kém chính xác và kém uy lực hơn so với các loại pháo tương tự của Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev không chỉ nhận được sự hỗ trợ quân sự từ các đối tác mà còn tự tăng cường sản xuất vũ khí. Chia sẻ trên X, ông Kuleba viết, Nga đã phạm sai lầm nếu họ nghĩ rằng họ có thể chờ đợi viện trợ quân sự cho Ukraine cạn dần. Ukraine sẽ chỉ mạnh mẽ hơn và Nga sẽ thất bại. Chúng tôi không chỉ mang vũ khí đến Ukraine mà còn tăng cường sản xuất trong nước, hợp tác sản xuất với các đối tác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và hơn thế nữa. Ngày 22 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết sau chuyến thăm Mỹ rằng ông đã đạt được một số thành tựu đáng kể, trong đó có thỏa thuận phối hợp sản xuất vũ khí, bao gồm cả hệ thống phòng không. Ông Zelensky gọi quyết định của Mỹ trong việc phối hợp sản xuất vũ khí và hệ thống phòng thủ với Ukraine là một quyết định lịch sử. Trước đó, vào hôm 28 tháng 9, thành phố Kiev đã tổ chức diễn đàn công nghiệp quốc phòng, một hội chợ vũ khí có sự tham dự của 165 công ty quốc phòng từ 26 quốc gia. Tại sự kiện này, các quan chức Ukraine đã gặp trực tiếp các công ty quốc phòng nước ngoài để ký hợp đồng mà không thông qua chính phủ phương Tây, qua đó khám phá các cơ hội hợp tác sản xuất, đồng thời đưa ra ý kiến cụ thể về nhu cầu thực tế của họ trong cuộc xung đột với Nga. Đầu tuần này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng cho biết mục tiêu của Kiev là tăng cường hợp tác sản xuất và hợp tác để củng cố sức mạnh cho Ukraine và các đối tác của chúng tôi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố, đây là thời điểm và địa điểm tốt để tạo ra một trung tâm quân sự lớn. Ông nhấn mạnh, Ukraine sẵn sàng chào mời những điều kiện đặc biệt cho các công ty sẵn sàng phát triển sản xuất quốc phòng cùng với đất nước chúng tôi. Hội chợ vũ khí Kiev diễn ra trong bối cảnh quân đội các nước phương Tây, đặc biệt là ở châu Âu, đang đạt tới giới hạn số lượng vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Ukraine từ nguồn dự trữ của mình. Trong vài tháng qua, Ukraine đã tìm cách phát triển ngành công nghiệp vũ khí của riêng họ, một phần vì cuộc bầu cử ở Mỹ vào năm 2024 có thể đồng nghĩa với việc ông Donald Trump trở lại làm tổng thống. Cựu lãnh đạo Mỹ đã ám chỉ về việc sẽ không hỗ trợ nhiều cho Kiev nếu ông giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Thưa quý vị, mối quan hệ không tốt giữa Pháp và Đức đang làm chậm lại các quyết định quan trọng của EU, bao gồm các thỏa thuận về thương mại và quốc phòng ở Ukraine. Tờ Guardian ngày 2 tháng 10 đưa tin, tại cuộc họp nghị viện châu Âu diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, đại biểu người Đức David McAllister cho biết mối quan hệ không tốt giữa Pháp và Đức đang làm chậm lại các quyết định quan trọng ở Liên minh châu Âu-EU, bao gồm các thỏa thuận về thương mại và quốc phòng ở Ukraine. Ông McAllister nói, hiện tại, chúng tôi đang nhận thấy sự thiếu phối hợp nội bộ đáng kể giữa Paris và Berlin, và điều đó không tốt. Ông McAllister lo ngại rằng việc thiếu liên lạc giữa Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gây ra sự chậm trễ trong các quyết định quan trọng về xe tăng và máy bay chiến đấu, cũng như thỏa thuận thương mại trong tương lai với khu vực Mỹ Latin. Ông McAllister nói, bất cứ ai theo dõi mối quan hệ Đức-Pháp trong nhiều thập kỷ qua đều đồng ý rằng đang có những trục trặc, và ví dụ nổi bật nhất là một lần nữa chúng ta không tiếp tục phát triển xe tăng chiến đấu châu Âu. Chúng tôi cũng không thấy bất kỳ tiến triển nào trên chiếc máy bay tương lai tiếp theo, cũng như không có tiến triển nào trong thỏa thuận thương mại với khối Mercosur của các nước Mỹ Latin. Cũng theo McAllister, mối quan hệ Pháp-Đức từ lâu được coi là động lực của EU, dù không phải là toàn bộ châu Âu. Nếu không có sự hợp tác giữa hai nước thì mọi thứ sẽ không thành công. Ông McAllister nói thêm, Paris và Berlin cần phải đồng thuận để mọi việc suôn sẻ, và đây là lúc tôi không tán thành chính phủ Đức. Tôi không nghĩ chúng ta lại thấy có ít sự hợp tác giữa Paris và Berlin như chúng ta đang chứng kiến vào lúc này. Bà Angela Merkel, người tiền nhiệm của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết trong suốt 16 năm với 4 tổng thống Pháp, trong đó có ông Macron, giúp bà được công nhận là nhà lãnh đạo thực tế của EU. Các chuyên gia đồng ý rằng khối hiện đang thiếu mối quan hệ hợp tác bền chặt đó. Tháng trước, Paris và Berlin cam kết sẽ đạt được tiến bộ vào cuối năm nay sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Lực lượng Vũ trang Pháp Sébastien Lecornu và người đồng cấp Đức Boris Pistorius. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần có thêm động lực chính trị để đẩy nhanh các quyết định. Tuần này, những rạn nứt trong mối quan hệ giữa Đức và Italia cũng được phơi bày khi Thủ tướng Giorgia Meloni viết thư để phản đối kế hoạch của Đức tài trợ cho hai tổ chức phi chính phủ dành cho người di cư hoạt động ở Italia. Điều này có nghĩa là đã góp phần tác động khiến Italia quyết định từ chối thỏa thuận về một văn bản mới về cải cách luật di cư của EU tại hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng nội vụ ở Bruxelles vào tuần trước. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk, người sáng lập SpaceX, cho biết ông đã từ chối yêu cầu cung cấp kết nối hệ thống Internet vệ tinh Starlink tới Sevastopol, ngăn Ukraine tập kích hạm đội Nga tại bán đảo Crimea vào tháng 9 năm ngoái. Theo Elon Musk, nếu ông đồng ý với yêu cầu của Ukraine, rõ ràng SpaceX sẽ trở thành một phần khiến xung đột gia tăng. Trong khi đó, Starlink ngay từ đầu được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu thương mại. Điều tỷ phú Elon Musk lo sợ nhất là Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả khơi mào một chiến tranh toàn cầu. Chính vì điều này mà Elon Musk chỉ cho phép sử dụng Starlink bên trong lãnh thổ Ukraine, ngoại trừ bán đảo Crimea. Cái khó của SpaceX hiện tại là các hợp đồng chính của công ty này đều đến từ Lầu Năm Góc, trong đó quan trọng nhất là chương trình hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng tên lửa mà SpaceX là một trong những nhà thầu tham gia. Với trường hợp của Starlink hiện tại, nó sẽ sớm bị Lầu Năm Góc kiểm soát, ít nhất là trong cuộc xung đột ở Ukraine, và biến thành công cụ phục vụ các cuộc xung đột. Theo tờ Washington Post, Elon Musk đã quyết định bàn giao cho Lầu Năm Góc quyền kiểm soát Starlink. Trên thực tế, theo các chuyên gia quân sự, tỷ phú Elon Musk đơn giản là không thể chịu được áp lực từ chính quyền Mỹ, những người không hài lòng với quan điểm của ông liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Elon Musk cũng không chịu ngồi yên và tuyên bố rằng SpaceX không nhận được yêu cầu của Lầu Năm Góc lẫn Tổng thống Mỹ cho phép việc sử dụng Starlink như một công cụ tấn công vào Crimea hoặc lãnh thổ Nga. Do đó, ông hoàn toàn có quyền từ chối hỗ trợ Ukraine. Sau hàng loạt chỉ trích vì từ chối bật dịch vụ Starlink ngoài khơi bờ biển Crimea, có lẽ Elon Musk đã tự đặt câu hỏi tại sao tôi lại tham gia xung đột này? Việc phó mặc Starlink cho L5 góc có lẽ là phương án tốt nhất. Với việc được tháo khóa Starlink, Ukraine dĩ nhiên có điều kiện mở rộng các cuộc tấn công bằng UAV và USV của họ vào bán đảo Crimea ngày một gia tăng. Các cuộc tập kích liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9 đã cho thấy một phần điều này. Các mục tiêu của quân đội Ukraine ở Crimea cũng trở nên đa dạng hơn, thay vì chỉ nhắm vào các tàu chiến Nga hoạt động trên Biển Đen và cầu Crimea như trước đây. Tuy nhiên, Ukraine tính toán đến việc thay thế Starlink bằng một hệ thống thông tin vệ tinh khác, nhất là sau khi vấp phải sự phản đối của Elon Musk. Việc vị tỷ phú này trao cho L5 góc quyền kiểm soát Starlink có thể dẫn đến việc mạng lưới này không nhận được sự hỗ trợ an ninh từ đội ngũ SpaceX trước các cuộc tấn công mạng từ Nga. Tờ Elpice nhận định sự tồn tại của đất nước Ukraine phụ thuộc phần lớn vào mạng lưới vệ tinh của ông Musk, bởi Starlink đóng vai trò rất quan trọng đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Nếu dịch vụ Starlink ngừng hoạt động, hệ thống phòng thủ của Ukraine có thể sụp đổ, và do đó Kiev đang tìm kiếm các giải pháp thay thế. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống Starlink trên toàn bộ tiền tuyến. Quan chức này xác nhận rằng dịch vụ vệ tinh trên đã không hoạt động gần bán đảo Crimea trong một khoảng thời gian nhất định. Thưa quý vị, ông Donald Trump mới đây đã đích thân ra trận bảo vệ danh tiếng. Sự xuất hiện của ông Trump tại phiên tòa ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương là động thái đáng chú ý so với trước đây. Theo hãng tin AP, ông Trump chưa từng đến tòa với tư cách nhân chứng hay người dự phiên tòa khi công ty của ông và một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của công ty ông bị kết tội gian lận thuế vào năm ngoái. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương, ông đã có mặt tại phòng xử án ở New York để giành lại tên tuổi của mình. Trong hoàn cảnh một số tài sản bất động sản quý giá nhất đang gặp nguy hiểm, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến tòa để giải quyết vụ kiện dân sự liên quan đến cáo buộc gian lận trong giao dịch kinh doanh. Đây là lần hiếm hoi cựu Tổng thống xuất hiện tại tòa. Trong bài viết trên nền tảng mạng xã hội riêng Truth Social, ông Trump chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người đang kiện ông, và thẩm phán Arthur Engoron, người chủ trì phiên tòa. Thẩm phán đã đưa ra phán quyết có gian lận vào tuần trước. Phiên tòa là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, cáo buộc ông Trump và công ty ông thường xuyên nói dối về tài sản trong các báo cáo tài chính. Ông Trump đã không đến tòa với cả tư cách nhân chứng hay dự khán khi công ty của ông và một trong những giám đốc điều hành hàng đầu công ty bị kết tội gian lận thuế năm ngoái. Ông cũng không xuất hiện trong phiên tòa hồi đầu năm nay liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục nhà văn Jean Caron. Vụ kiện mới nhất đi kèm mức phạt cao hơn dành cho cựu tổng thống và doanh nghiệp. Một số đề xuất được đưa ra bao gồm mức phạt 250 triệu đô la Mỹ và lệnh cấm kinh doanh ở New York. Được biết, trước khi bước vào Nhà Trắng, đế chế bất động sản hào nhoáng đã giúp ông Trump trở thành ngôi sao của nước Mỹ. Tuy nhiên, hiện những tòa nhà gắn với tên tuổi của ông có thể sớm phải chuyển giao cho người quản lý khác. Phán quyết cũng hạn chế hoạt động kinh doanh của ông Trump tại New York, nơi ông đã thành lập đế chế bất động sản và đưa ông thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ. Tập đoàn Trump Organization có thể buộc phải chuyển quyền kiểm soát cho người quản lý do tòa án chỉ định hoặc bán đi một số tòa nhà biểu tượng. Các luật sư của ông Trump đã yêu cầu làm rõ hơn về những bất động sản nào bị ảnh hưởng, song thẩm phán vẫn chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát. Đối với ông Trump, rủi ro có thể rất cao. Đầu năm nay, Forbes ước tính chỉ riêng các bất động sản của cựu tổng thống ở New York đã có giá 720 triệu đô la Mỹ. Tờ USA Today ngày 2 tháng 10 dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách chờ hết giờ và có thể đang hy vọng ông Donald Trump trở lại làm tổng thống. Ông Esper, 59 tuổi, làm Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 11 năm 2020 dưới thời ông Trump. Nhận định được đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trong chương trình Face the Nation, đối diện với quốc gia của đài CBS, trong đó ông chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump và nhiều nhân vật Cộng hòa tại Washington DC. Khi được hỏi về suy nghĩ của ông rằng người dân Mỹ nên hy vọng gì nếu ông Trump quay lại Nhà Trắng, ông Esper nói rằng, tôi nghi ngờ ông ấy sẽ làm được những điều đã hứa. Theo ông Esper, bằng cách nào đó, ông ấy sẽ cố gắng đàm phán một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine, nhưng điều đó sẽ không thành công. Chỉ có một người có thể chấm dứt cuộc xung đột này ở Ukraine, đó là ông Putin, và ông ấy sẽ không làm điều đó sớm. Trước đó, ông Donald Trump tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ thuyết phục và gây sức ép với lãnh đạo Nga, Ukraine để chấm dứt xung đột trong 24 giờ. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời Fox News khi được đề nghị nêu cách chấm dứt cuộc xung đột Ukraine. Tôi sẽ nói với ông Zelensky rằng, dừng lại, ông cần phải thiết lập một thỏa thuận. Với ông Putin, tôi nói, nếu ông không tham gia thỏa thuận, chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine rất nhiều, nhiều chưa từng thấy nếu buộc phải làm vậy. Ông Trump nói hiểu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và còn hiểu Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều hơn, cũng như có quan hệ rất tốt với cả hai lãnh đạo này. Ông cũng cáo buộc Tổng thống Joe Biden không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không đủ năng lực để ứng biến với các lãnh đạo khác trên thế giới. giới chức Nga, Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tổng thống Zelensky ngày 10 tháng 7 phản bác tuyên bố của ông Trump cho rằng cựu Tổng thống Mỹ từng có 24 giờ như vậy khi còn nắm quyền nhưng lại dành thời gian cho những ưu tiên khác. Ông Zelensky cũng cho rằng cựu Tổng thống Trump không thể ép Ukraine phải chấp nhận thỏa hiệp với Nga để đổi lấy hòa bình. Cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia ngày 30 tháng 9 được cho là phép thử sự ủng hộ của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đối với nước láng giềng Ukraine trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Theo kết quả bầu cử sơ bộ được công bố ngày 1 tháng 10, cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã giành chiến thắng trước đối thủ của đảng cấp tiến trong cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra một ngày sau đó. Giới phân tích nhận định, chính phủ liên minh cựu Thủ tướng Fico và Đảng Dân Chủ Xã hội do ông lãnh đạo được dự báo sẽ dẫn đến khả năng Slovakia, quốc gia thành viên NATO cùng với Hungary sẽ thách thức sự đồng thuận của Liên minh châu Âu-EU về việc hỗ trợ Ukraine. Chiến dịch tranh cử của ông Fico với cam kết không hỗ trợ quân sự cho nước láng giềng Ukraine đã gây được tiếng vang ở quốc gia 5,5 triệu dân này. Phát biểu tại cuộc họp hôm 1 tháng 10, ông Fico khẳng định, "Chúng tôi không thay đổi quan điểm rằng Slovakia chỉ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ việc tái thiết đất nước, nhưng chúng tôi sẽ không trang bị vũ khí cho Ukraine." Ông khẳng định Đảng Dân Chủ Xã hội của ông sẽ nỗ lực hết sức để tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine. Bên cạnh đó, quan điểm của ông Fico cho thấy muốn duy trì quan hệ gắn bó truyền thống giữa Slovakia và Nga. Quan điểm thân Nga của ông Fico tương tự như tâm trạng của người dân Slovakia, vốn có truyền thống tương đối ủng hộ Moscow. Trước đó, ông Fico đã từ chức vào năm 2018 sau các cuộc biểu tình chống tham nhũng bởi vụ sát hại một nhà báo điều tra. Ông có quan điểm thân Nga hơn và phản đối Liên minh Trung hữu từ năm 2020. Liên minh này sau đó đã tan rã vào năm 2022 và được thay thế bởi một chính phủ tạm thời. Ông Fico đã cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với chính sách hiện tại của Slovakia với tư cách là nhà cung cấp thiết bị quân sự và hỗ trợ tài chính cho nước láng giềng phía đông. Giới phân tích cho biết, mặc dù có động thái cứng rắn, nhưng ông Fico sẽ tránh cuộc đụng độ không cần thiết với Bruxelles hoặc các đồng minh NATO, khác với cách thức hiện nay của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Người đứng đầu đảng SMSD, ông Fico đã chỉ trích các chính sách di cư hiện nay và phản đối việc người di cư được phép đi qua Slovakia. Ông nhấn mạnh cần ngay lập tức áp đặt các biện pháp kiểm soát ở biên giới với Hungary. Tuy nhiên, các chính sách của ông Fico sẽ phụ thuộc vào việc Đảng Dân Chủ Xã hội có thể hình thành liên minh như thế nào, bởi các đối tác tiềm năng sẽ có những yêu cầu khác nhau với chính sách ngoại giao hiện nay. Một số nhà lãnh đạo EU cho biết đang theo dõi các diễn biến chính trường ở Slovakia và bất kỳ bước đi nào ảnh hưởng tới chính sách của EU sẽ được áp đặt các biện pháp phù hợp, bao gồm cả việc dừng các khoản trợ cấp từ EU. Thưa quý vị, chuyện ông Donald Trump bị truy tố khi vướng phải các cáo buộc hình sự cấp tiểu bang và liên bang, những tưởng sẽ mang lại lợi thế cho ông Joe Biden trong cuộc đua tổng thống, nhưng nhiều ý kiến quan sát cho rằng chưa hẳn như vậy. Theo các chiến lược gia, những rắc rối pháp lý của ông Trump lại đặt ra không ít thách thức cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong thời gian tới. Người dân Slovakia ngày 30 tháng 9 đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử quốc hội diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa cựu Thủ tướng Robert Fico, người đã cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho nước láng giềng Ukraine, và những người theo chủ nghĩa tự do thân phương Tây. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hai phe đang trong thế giằng co, với người chiến thắng dự kiến sẽ có cơ hội đầu tiên để thành lập chính phủ, thay thế chính quyền tạm quyền đang điều hành đất nước 5,5 triệu dân kể từ tháng 5 năm nay. Với 98% số phiếu bầu được kiểm, Đảng Dân Chủ Xã hội của ông Fico đã dẫn đầu với 23,4% phiếu bầu. Phong trào cấp tiến Slovakia của Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Mateusz Morawiecki theo sau với 15,68% và Đảng Tiếng Nói của cựu Thủ tướng Peter Pellegrini đứng thứ 3 với 15,43% phiếu bầu. Nhà xã hội học Michał Wasikha nhận định, ông Fico có được lợi thế từ tất cả những lo lắng do đại dịch COVID-19 và xung đột Nga-Ukraine mang lại, cũng như bởi sự tức giận lan rộng ở Slovakia trong 3 năm qua. Ông Fico đã cam kết chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và nỗ lực đàm phán hòa bình. Đây là đường lối gần giống với đường lối của chính phủ Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán. Ông Fico cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt đối với Nga và bảo vệ quyền phủ quyết của các quốc gia ở EU. Qua đó, cuộc chạy đua giành ghế tại Quốc hội Slovakia năm nay diễn ra căng thẳng khi các đảng phái chính trị chú trọng tới những vấn đề như chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia, các chủ đề dân sinh như tăng số ngày nghỉ, tăng lương hưu để vận động sự ủng hộ của cử tri. Đảng SMSD của cựu Thủ tướng Fico theo khuynh hướng bảo thủ đang dẫn đầu với các ưu tiên trong chiến lược tranh cử của chính đảng này là lấy chủ quyền làm nền tảng trong chính sách đối ngoại của Slovakia, duy trì ổn định mức sống của người dân, tăng cường quản lý khủng hoảng. Trong khi đó, đảng PS do ông Michał Szymańska làm chủ tịch, theo khuynh hướng dân chủ xã hội tiến bộ, hiện đang ở vị trí thứ 2. Đảng có quan điểm thân phương Tây, ủng hộ Liên minh châu Âu EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngay sau khi kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Quốc hội Slovakia được công bố, các chính trị gia Séc đã có những phản ứng đầu tiên, trong đó có cả những lời chúc mừng và cả những lời cảnh báo. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Séc Petr Fiala bày tỏ tin tưởng vào sự hợp tác chặt chẽ giữa Cộng hòa Séc và Slovakia, cũng như hy vọng cuộc đàm phán sau bầu cử của các đảng giành chiến thắng sẽ dẫn đến việc thành lập một chính phủ tốt. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Vít Rakusan cho rằng kết quả bầu cử Slovakia cũng là bài học cho Cộng hòa Séc. Nếu muốn duy trì nền dân chủ tự do thì cần phải giải thích những lợi ích của nó cho những người ở vùng ngoại vi hoặc những người không được hưởng lợi từ chúng. Một chính trị gia khác là Chủ tịch Hạ viện Séc Markéta Pekarova Adamova cũng mong muốn Slovakia sẽ thành lập một chính phủ theo định hướng châu Âu, Đại Tây Dương và có thể xoa dịu một xã hội bị phân cực. Bộ Quốc phòng Nga công bố video về một cuộc tấn công tên lửa chính xác của quân đội Nga vào mục tiêu đơn vị lữ đoàn cơ giới số 72 của quân đội Ukraine. Theo tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đã tiêu diệt đối phương cũng như phá hủy xe bọc thép và đạn dược ở mục tiêu. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông tin hệ thống tác chiến chiến thuật Iskander của Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở xe bọc thép Ukraine và đánh trúng khu vực tập trung của hai lữ đoàn Ukraine. Theo bộ này, các sĩ quan tình báo Nga đã xác định ở khu vực Nikolaev là địa điểm tập kết xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine để tăng viện cho các đơn vị trên tiền tuyến. Ngay sau đó, cơ quan này đã chuyển tọa độ mục tiêu đến các đơn vị chiến đấu. Cuộc tấn công chính xác với hệ thống tên lửa Iskander đã phá hủy địa điểm trên. Ngay sau đó, chính là một cuộc tấn công tên lửa khác đã đánh trúng khu vực tập trung của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới riêng biệt số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Kurakhovo, theo hướng Donetsk. Iskander là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km. Tên lửa có thể được phóng trong vòng 16 phút từ bệ phóng di động sau khi được triển khai, hoặc trong vòng ít nhất 4 phút từ một phương tiện ở trạng thái sẵn sàng cao nhất. Ngoài ra, tên lửa thứ hai có thể được phóng trong vòng chưa đầy 1 phút sau khi tên lửa đầu tiên đã rời đi. Lữ đoàn cơ giới số 72 của Ukraine được thành lập năm 2002 và tích cực tham gia các cuộc tấn công do Kiev phát động nhằm vào mục tiêu do Nga hậu thuẫn ở Donbass. Ukraine nỗ lực tiến hành phản công cách đây gần 4 tháng, song vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể, trong khi quân đội nước này hứng chịu tổn thất nặng nề. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng kế hoạch phản công của Ukraine là thất bại, không phải là bế tắc. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 1 tháng 10, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công ở các thành phố Melitopol, tỉnh Zaporizhia và Bakhmut, tỉnh Donetsk, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga theo hướng thành phố Liman, Avdiivka, Marinka, Donetsk và Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia. Tổng cộng 30 cuộc giao tranh đã xảy ra ở tiền tuyến suốt ngày qua. Đáng chú ý, phát ngôn viên đơn vị tác chiến miền đông Ukraine, ông Ilya Yevlash, ngày 1 tháng 10 nói rằng Nga đã tập trung hơn 10.000 nhân viên cùng xe tăng, súng trường tới thành phố Bakhmut. Theo ông Yevlash, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ rời khỏi Bakhmut. Vị quan chức lưu ý rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở phía đông Ukraine nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Kiev. Được biết, tổng cộng 21 cuộc đụng độ đã được ghi nhận trong một ngày. Phía Ukraine cáo buộc Nga tiến hành 83 cuộc không kích và khai hỏa 63 lần từ các hệ thống tên lửa phóng loạt. Trên mặt trận Marinka, các lực lượng Nga đã tiến hành các hoạt động tấn công không thành công. Trên mặt trận Shatak, binh sĩ Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Nga tại khu vực Urozaine thuộc Donetsk. Trên mặt trận Zaporizhia, lực lượng Nga cố gắng khôi phục vị trí đã mất gần khu định cư Chervone ở tỉnh Zaporizhia nhưng không thành công. Trên mặt trận Kherson, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động phản pháo, phá hủy các điểm dự trữ và tấn công hậu phương của Nga. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn 5 tên lửa từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất, một quả bom thông minh JDAM phóng từ trên không và 37 máy bay không người lái UAV của Ukraine trên lãnh thổ Ukraine trong 24 giờ qua. Những vụ đánh chặn xảy ra trên vùng lãnh thổ nơi binh sĩ Nga đang giao tranh với phía Ukraine. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng đã bắn hạ thêm 6 UAV của Ukraine ở các khu vực của Nga và 2 tên lửa của Ukraine ở Crimea. Tuy nhiên, phát biểu kỷ niệm Ngày những người phòng vệ mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết không có gì có thể làm suy yếu nỗ lực chống Nga của Ukraine và nhấn mạnh quyết tâm giành chiến thắng. Cựu Tổng thống Donald Trump, và cũng là ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm tới, đang đối mặt với 91 cáo buộc trong 4 vụ truy tố hình sự cả ở cấp tiểu bang và liên bang. Việc ông Trump bị truy tố và lịch trình pháp lý dày đặc sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến dịch tranh cử của bản thân vị cựu tổng thống? Và liệu đối thủ nhiều năm của ông là đương kim tổng thống Joe Biden sẽ có lợi thế? Phiên tòa hình sự đầu tiên với ông Trump trong năm 2024 liên quan đến cáo buộc ông âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Lịch xét xử được ấn định vào ngày 4 tháng 3 năm 2024, chỉ một ngày trước siêu thứ ba, ngày cử tri 14 bang ở Mỹ đi bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện đảng tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024. Với vụ truy tố ông Trump lưu giữ trái phép tài liệu mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng, lịch xét xử được xếp vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Chỉ một ngày sau, ngày 21 tháng 5 năm 2024 là ngày bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở các bang Kentucky và Oregon. Rắc rối pháp lý cũng khiến ông Trump phải hao hụt tài chính khổng lồ. Hàng loạt công ty của cựu Tổng thống Trump sẽ bị tước giấy phép hoạt động vì cáo buộc liên quan đến thổi phồng tài sản. Đáp lại, ông Trump và những bị cáo khác cho biết họ không gian lận, mọi giao dịch bị cho là thổi phồng đều mang lại lợi nhuận. Ông Trump vẫn luôn dẫn đầu trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024, bất chấp các cáo buộc hình sự trong năm qua. Trước đó, ông Trump bỏ qua cuộc tranh luận đầu tiên của Đảng Cộng Hòa vào ngày 23 tháng 8. Thay vì tranh luận, ông Trump phát biểu trước các thành viên nghiệp đoàn ngành xe hơi Mỹ trước đây và hiện tại ở Michigan. Bang Michigan là trung tâm lịch sử của ngành công nghiệp xe hơi Mỹ và là chiến trường quan trọng trong chiến dịch bầu cử. Ông Trump lựa chọn phát biểu trước hàng trăm thợ điện, thợ nước và thợ lắp đường ống thay vì đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên Đảng Cộng Hòa. Nhiều người nghĩ rằng đối thủ bị truy tố sẽ mang lại lợi thế với bên còn lại. Song nhiều ý kiến phân tích rằng rắc rối pháp lý của ông Trump lại là thách thức với ông Biden. Thách thức dễ nhìn thấy nhất, rắc rối pháp lý lại mang về lợi thế quyên góp tiền tranh cử cho phía ông Trump. Sau mỗi lần ông Trump ra trình diện tòa liên quan một vụ truy tố là đội ngũ tranh cử của ông lại thu được khoản lớn quyên góp tranh cử. Nhiều chuyên gia cho rằng ông Trump có thể lợi dụng các phiên tòa để thúc đẩy một chiến dịch tranh cử bắt nguồn từ những bất đồng chính trị, khiến người ủng hộ tin rằng ông đang bị chính quyền dân chủ o ép. Về phần ông Biden, chiến dịch vận động vẫn chỉ tập trung ở các nội dung bị đánh giá kém kịch tính như các chính sách thúc đẩy kinh tế và đầu tư cơ sở hạ tầng thì khả năng tạo sự tương phản với những rắc rối pháp lý của ông Trump và thu hút sự chú ý sẽ không nhiều, theo ý kiến chuyên gia. Tuy nhiên, về mặt tích cực đối với Đảng Dân Chủ và ông Biden, khả năng các phiên tòa sẽ làm đậm thêm các cáo buộc nghiêm trọng với ông Trump trong tâm trí cử tri. Có thể thấy phía ông Biden đến nay vẫn hoàn toàn giữ im lặng về chuyện ông Trump bị truy tố. Chiến lược gia Đảng Dân Chủ Karen Finney trao đổi với hãng tin Reuters, bất cứ điều gì ông Biden nói hoặc làm đều có thể bị coi là đặt ngón tay lên cán cân công lý và sẽ bị ông Trump và nhóm của ông ấy lợi dụng để gây bất lợi cho quy trình pháp lý. Về chủ trương, các cố vấn ông Biden và các đảng viên dân chủ cấp cao cho biết sẽ kiềm chế không bình luận cho đến khi các phiên tòa có phán quyết với ông Trump, và nếu chưa có phán quyết sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào. Một thành viên cấp cao của Đảng Dân Chủ nói với Reuters rằng một bản án sẽ thay đổi mọi thứ và sau đó mọi người sẽ chứng kiến nỗ lực chi tiết và mạnh mẽ hơn của ông Biden nhằm giảm sự ủng hộ với ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy có thể sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sau khi ông làm việc với Đảng Dân Chủ để chính phủ Mỹ tránh rơi vào tình cảnh đóng cửa. Chia sẻ với đài truyền hình CNN, nghị sĩ Mateusz, thành viên Cộng hòa đại diện bang Florida cho biết, ông dự định trình kiến nghị bãi nhiệm vào thời gian sắp tới và điều này sẽ buộc Hạ viện tổ chức một cuộc bỏ phiếu về việc liệu ông McCarthy có tiếp tục giữ chức vụ hay không. Hạ nghị sĩ Gaetz nhấn mạnh, Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã đạt được một thỏa thuận với những người bảo thủ trong Hạ viện vào tháng 1 và kể từ đó, ông ấy đã vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn nhiều lần thỏa thuận đó. Thỏa thuận mà ông ấy đã ký với các đảng viên Đảng Dân Chủ đã thực sự vượt qua rất nhiều rào cản chi tiêu mà chúng tôi thiết lập. Tôi có ý định đệ đơn yêu cầu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện McCarthy trong tuần này. Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục với một nhà lãnh đạo mới đáng tin cậy. Phát ngôn của nghị sĩ Gaetz đánh dấu sự căng thẳng trong cuộc đối đầu kéo dài hàng tháng giữa Chủ tịch Hạ viện McCarthy và cánh hữu nghị trong Hạ viện, khiến ông phải trải qua 15 vòng bỏ phiếu vào tháng 1 để giành được vị trí chủ tịch. Trong quá trình để giành được vị trí cao nhất trong Hạ viện, ông McCarthy đã đưa ra một thỏa thuận cho phép chỉ cần một thành viên đưa ra kiến nghị đối với chủ tịch, Hạ viện sẽ phải tổ chức bỏ phiếu. Thỏa thuận này đã khiến ông McCarthy chật vật cả năm khi ông tìm cách xoa dịu phe cánh hữu trong tổ chức, đồng thời cố gắng thực hiện công việc điều hành cơ bản. Phản ứng trước lời đe dọa từ nghị sĩ Gaetz, Chủ tịch Hạ viện McCarthy cho biết, điều đó không có gì mới mẻ cả, tôi sẽ sống sót qua vụ này. Hôm 30 tháng 9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật duy trì mở cửa chính phủ cho đến giữa tháng 11, chỉ vài phút trước khi hạn chót kết thúc vào nửa đêm. Trong ngày hôm đó, Chủ tịch Hạ viện McCarthy đã thể hiện quan điểm rõ ràng và làm việc với các đảng viên Đảng Dân Chủ để thông qua một nghị quyết nhằm tránh việc đóng cửa. Trong nỗ lực phút chót nhằm tránh viễn cảnh chính phủ phải đóng cửa một phần, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật ngân sách tạm thời với 335 phiếu thuận và 91 phiếu chống. Dự luật do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine. Ukraine Ole, 22 tuổi, là một phi công trực thăng quân sự của Ukraine. Anh đã quen với việc bay ở tầm thấp trên những cánh đồng và rừng cây để theo dõi các mục tiêu quân sự của Nga. Quá hiểu những rủi ro khi bay ở tầm thấp, Ole vẫn tiếp tục làm như vậy để có thể tìm ra vị trí của đối phương. Trong nhiệm vụ điều khiển chiếc máy bay Mi-8 do Liên Xô thiết kế, anh đã buộc phải hạ cánh xuống cánh đồng 4 lần khi chiếc trực thăng của anh trở thành mục tiêu của tên lửa và bom dẫn đường. Nhiệm vụ của anh khi điều khiển trực thăng chủ yếu là nhằm vào bộ binh và phương tiện của đối phương. Phi công trực thăng phải bay ở tầm thấp để tránh trở thành mục tiêu của lực lượng phòng không đối phương. Các phi công cố gắng tiếp cận mục tiêu từ một vị trí thấp nhưng thuận lợi. Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Đôi khi bị lực lượng phòng không của đối phương phát hiện và họ phải rơi vào những tình huống gần như bị khóa chặt. Hơn nữa, bay ở tầm thấp rất nguy hiểm vì có những cột điện, đường dây điện mà các phi công có thể va phải. Nhiều năm trước, Mi-8 là một trong những loại trực thăng thành công nhất trên thế giới với hơn 12.000 chiếc đã được sản xuất và sử dụng cả trong mục đích quân sự lẫn dân sự. Đây là loại máy bay đa dụng có thể dùng để chở khách, chuyển quân, vận chuyển yếu nhân, trinh sát, tác chiến điện tử, tấn công và đã được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Nhìn bên ngoài, trực thăng Mi-8 có thiết kế rất tiện dụng với phần khoang lái thấp được bố trí các khoang kính giúp phi công có thể quan sát được tốt hơn. Hai động cơ được gắn ở phía trên và phía sau khoang lái cung cấp năng lượng cho cánh quạt 5 cánh giúp máy bay có thể đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của mình, trực thăng Mi-8 cũng đã không ít lần bị tai nạn, trong đó có những vụ tai nạn chết người. Một chiếc Mi-8 của Nga đã phát nổ khi chuẩn bị đáp xuống sân bay trong một cuộc triển lãm hàng không ở Nga năm 2014. Ngoài nhiệm vụ vận tải, Mi-8 cũng có thể được dùng cho mục đích trinh sát hoặc tấn công mặt đất. Máy bay được quân đội hàng chục nước sử dụng. Qua thực chiến, Mi-8 đã khẳng định được mức độ hiệu quả và đáng tin cậy của mình. Hiện nay, Mi-8 vẫn là một bộ phận quan trọng trong lực lượng vận tải của lục quân Nga. Phiên bản tấn công của Mi-8 được trang bị súng máy, bom, rocket và tên lửa chống tăng. Một phiên bản cải tiến gần đây của Mi-8 là Min Mi-8, là một loại máy bay trực thăng vận tải hạng trung dã chiến. Máy bay cũng phục vụ cả mục đích dân sự. Trực thăng Min Mi-8, phương Tây gọi là HIP, là một trong các máy bay lên thẳng phổ biến nhất từng được chế tạo trên thế giới. Phiên bản Mi-17 của Mi-8 ở các nước SNG thường được gắn thêm lớp giáp tăng cường ở buồng lái, hệ thống gây nhiễu và thiết bị phóng mồi nhử. Sau cuộc chiến Chechnya, máy bay Mi-8 còn được trang bị thêm kính nhìn đêm và hệ thống đo cự ly bằng laser. Thưa quý vị, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki chỉ trích phát biểu của Tổng thống Zelensky tại Liên Hợp Quốc là rất không phù hợp. Ông nói Ukraine không nên quên quốc gia đã giúp đỡ họ nhiều nhất. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói tại cuộc họp với Đảng Luật pháp và Công lý PES cầm quyền hôm 1 tháng 10. Chính Ba Lan đã chào đón hàng triệu người Ukraine. Chính người Ba Lan đã chấp nhận người Ukraine. Ngài không nên quên điều đó, Tổng thống Zelensky. Thủ tướng Ba Lan nói thêm, bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trước đó là rất không phù hợp. Tổng thống Zelensky đã nói rằng một số người bạn châu Âu chỉ thể hiện tình đoàn kết trên sân khấu chính trị, biến vấn đề ngũ cốc thành màn kịch giật gân. Ba Lan, một trong những đồng minh thân cận và có tiếng nói nhất của Ukraine trong EU, vừa cho biết sẽ ngừng gửi vũ khí tới Kiev. Động thái này được xem là có thể làm đảo lộn mối quan hệ chiến lược của châu Âu với Ukraine trong thời gian tới. Quyết định đột ngột của Ba Lan được đưa ra sau nhiều tháng căng thẳng về lệnh cấm tạm thời nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với một số nước thuộc Liên minh châu Âu. Hành động này cũng diễn ra sau khi căng thẳng giữa Kiev và Warsaw gia tăng khi Ukraine muốn kiện các nước này ra Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki trong một tuyên bố cho biết Ba Lan sẽ không chuyển vũ khí cho Ukraine và sẽ tập trung vào nâng cao sức mạnh quân sự cho nước này. Thủ tướng Morawiecki nói thêm, Ba Lan hiện sẽ tập trung vào việc cung cấp vũ khí hiện đại nhất cho các mục đích riêng. Việc này cho thấy một sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng, an ninh của Ba Lan. Trước đó, Ba Lan đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Nước này cũng đã gửi hơn 200 xe tăng kiểu Liên Xô tới Ukraine và hầu hết các thiết bị quân sự của phương Tây đều tới Ukraine qua lãnh thổ Ba Lan. Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Muller cho biết, Ba Lan hiện sẽ chỉ thực hiện việc cung cấp đạn dược và vũ khí cho Kiev theo các thỏa thuận trước khi Warsaw đưa ra quyết định ngừng vận chuyển. Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine đã đưa ra một loạt tuyên bố và cử chỉ ngoại giao hoàn toàn không chấp nhận được và Ba Lan không chấp nhận những hành động đó. Trong một động thái xoa dịu căng thẳng hai bên, Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp của Kiev cho biết đã trao đổi với người đồng cấp Ba Lan và đưa ra tuyên bố hai bên đã thảo luận về tình hình nông sản hiện tại và đề xuất để giải quyết vấn đề này dựa trên lợi ích của cả hai nước. Trong một động thái tương tự, Bộ Nông nghiệp Slovakia cho biết nước này cũng đồng ý thiết lập một hệ thống thương mại ngũ cốc để cho phép dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Một ngày sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách tạm thời, trong đó không có khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói không gì có thể làm suy yếu quyết tâm của Ukraine trong xung đột chống lại Nga. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu ngày 1 tháng 10 giờ địa phương, không gì có thể làm suy yếu sự ổn định, sức bền, sức mạnh và lòng dũng cảm của Ukraine, song không đề cập trực tiếp những diễn biến từ Quốc hội Mỹ. Ông Zelensky nói thêm, Ukraine sẽ chỉ ngừng kháng cự và chiến đấu vào ngày chiến thắng. Chúng tôi đang đến gần nó hơn mỗi ngày và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến ngày đó. Quốc hội Mỹ đã bỏ gói viện trợ cho Ukraine ra ngoài dự luật chi tiêu được thông qua hôm 30 tháng 9 để ngăn chính phủ đóng cửa. Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, quyết định trên được coi là một tin xấu đối với Tổng thống Zelensky. Người tuần trước đã gặp Tổng thống Joe Biden và các nhà lập pháp ở Washington để đích thân kêu gọi Mỹ viện trợ cho Ukraine các hệ thống vũ khí mới, bao gồm máy bay F-16 và tên lửa ATACMS. Chính quyền ông Biden và nhà lập pháp của cả hai đảng đã tìm cách trấn an Ukraine rằng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ không dừng lại và có thể được cung cấp trong dự luật riêng. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rastam Umerov cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo về việc hỗ trợ quân sự hơn nữa trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Ông Umerov cho biết trong một thông báo trên mạng xã hội, Bộ trưởng Austin đảm bảo với tôi rằng sự hỗ trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục và các chiến binh Ukraine sẽ tiếp tục có sự hỗ trợ mạnh mẽ trên chiến trường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng tìm cách trấn an người dân nước này về sự hỗ trợ trong tương lai của Mỹ, nhấn mạnh rằng các khoản tiền đã được phê duyệt trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ông Nikolenko cho hay sự ủng hộ dành cho Ukraine vẫn mạnh mẽ không ngừng trong chính phủ, trong cả các đảng, các viện của Quốc hội Mỹ và quan trọng nhất là trong lòng người dân Mỹ. Mới đây, đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nói viện trợ quân sự của EU cho Ukraine sẽ không phụ thuộc vào quyết định của Mỹ. Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho hay Bruxelles có kế hoạch tiếp tục và tăng cường hơn nữa hỗ trợ quân sự cho lực lượng Ukraine. Ông Joseph Borrell nói khi được hỏi về phản ứng của EU trước việc Quốc hội Mỹ loại bỏ viện trợ quân sự cho Kiev khỏi dự luật chi tiêu ngắn hạn. Chúng tôi không đợi quyết định của Mỹ đưa ra để tăng đề xuất hỗ trợ Ukraine. Quan chức EU nhấn mạnh, Bruxelles lấy làm tiếc về quyết định của các nhà lập pháp Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng đây chỉ là quyết định mang tính tạm thời của Washington và Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Mỹ. Theo ông Joseph Borrell, Ủy ban châu Âu EC trước đó đã đề xuất thành lập quỹ cho Ukraine trị giá 50 tỷ euro, 52,8 tỷ đô la Mỹ. Cần chờ đợi điều gì xảy ra ở Mỹ, còn về phía chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tăng cường hỗ trợ, ông Joseph Borrell nói. Vị này cũng khẳng định viện trợ quân sự của khối dành cho Kiev là lâu dài và không phụ thuộc vào quyết định của các quốc gia khác hoặc kết quả hoạt động quân sự của Ukraine. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch phản công của Ukraine tiếp tục diễn ra. Phương Tây vẫn bơm khoản viện trợ quân sự khổng lồ cho Ukraine, song vẫn không thay đổi cục diện, trong khi Kiev hứng chịu tổn thất nặng nề trong suốt quá trình phản công. Chúng tôi đang đối mặt với mối đe dọa hiện hữu đối với châu Âu, ông Joseph Borrell nhấn mạnh, cho rằng Ukraine sẽ có bước tiến nếu EU cung cấp vũ khí tốt hơn và nhanh hơn cho nước này. Theo ông Joseph Borrell, tổng viện trợ quân sự từ Bruxelles và các quốc gia thành viên EU cho Ukraine lên tới 25 tỷ euro, tương đương 26,4 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, tổng viện trợ quân sự tài chính và nhân đạo của khối cho Kiev đạt 85 tỷ euro, tương đương 89,8 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin AP, trong một báo cáo trước Quốc hội ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương, Tổng thống Joe Biden cho biết viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục được duy trì, nhưng thời gian không còn nhiều. Ông Biden nói trong bài phát biểu sau khi Quốc hội ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bằng cách thông qua dự luật ngân sách tạm thời vào cuối ngày 30 tháng 9, trong đó không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi không thể cho phép việc người Mỹ hỗ trợ Ukraine bị gián đoạn. Chúng ta có thời gian nhưng không còn nhiều và có cảm giác vô cùng cấp bách, ông Biden nói và lưu ý rằng đạo luật ngân sách tạm thời chỉ kéo dài đến giữa tháng 11, đồng thời kêu gọi Quốc hội đàm phán một gói viện trợ càng sớm càng tốt. Ông Biden cho biết đại đa số cả hai đảng, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, Thượng viện và Hạ viện đều ủng hộ việc giúp đỡ Ukraine và phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tuy nhiên, Nhiều nhà lập pháp thừa nhận việc giành được sự chấp thuận cho việc hỗ trợ Ukraine tại Quốc hội ngày càng khó khăn hơn khi cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Sự phản đối của Đảng Cộng Hòa đối với viện trợ đã có động lực và các bước tiếp theo đang ở phía trước trước sự phản đối từ cánh hữu cứng rắn. Trong khi lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer bắt đầu quá trình xem xét luật cung cấp viện trợ bổ sung cho Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn trong việc giữ đúng cam kết mà ông đã đưa ra trước sự phản đối của gần một nửa thành viên Đảng Cộng Hòa. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài CBS, ông McCarthy cho biết ông ủng hộ có thể đảm bảo Ukraine có vũ khí mà họ cần, nhưng ưu tiên của ông là an ninh ở biên giới Mỹ, Mexico. Ông nói, tôi kiên quyết ủng hộ biên giới trước tiên, vì vậy chúng ta phải tìm ra cách để chúng ta có thể cùng nhau làm điều này. Bằng cách loại bỏ viện trợ bổ sung cho Ukraine khỏi biện pháp duy trì hoạt động của chính phủ, ông McCarthy đã ngăn Thượng viện có thể viện trợ 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, gần bằng 1/3 số tiền mà Nhà Trắng yêu cầu. Dự luật ngân sách tạm thời do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Cả Hạ viện và Thượng viện đều chấp thuận áp đảo biện pháp tạm thời này để tránh việc chính phủ phải đóng cửa. Những hành động mới nhất tại Quốc hội báo hiệu sự thay đổi trong việc ủng hộ vững chắc mà Mỹ cho đến nay đã cam kết với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Và đây là một trong những ví dụ rõ ràng nhất về phong trào của Đảng Cộng Hòa hướng tới lập trường cô lập hơn. Việc loại bỏ số tiền dành cho Ukraine diễn ra chưa đầy một tuần sau khi các nhà lập pháp Mỹ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Điện Capitol. Nhà lãnh đạo Ukraine đảm bảo rằng quân đội của ông đang chiến thắng trong cuộc chiến, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của những gói viện trợ bổ sung. Những diễn biến từ Mỹ khiến các đồng minh nước ngoài tỏ ra lo ngại. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu EU Joseph Borrell hôm 1 tháng 10 cho biết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính đáng kể cho Ukraine và một đề xuất mới trên bàn đàm phán, đồng thời bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Mỹ. Mỹ đã phê duyệt 4 đợt viện trợ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, với tổng trị giá khoảng 113 tỷ đô la Mỹ. Vào tháng 8, Tổng thống... Thưa quý vị, trước nguy cơ đóng cửa của chính phủ Mỹ, mới đây lệnh đóng cửa đã được dỡ bỏ ngay trước thời hạn chót nửa đêm ngày 30 tháng 9 giờ địa phương sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật cấp ngân sách tạm thời cho đến ngày 17 tháng 11. Nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ đã được dỡ bỏ ngay trước hạn chót nửa đêm 30 tháng 9 theo giờ địa phương sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành đạo luật cấp ngân sách tạm thời cho đến ngày 17 tháng 11. Việc này giúp chính phủ Mỹ tạm thời thoát cảnh đóng cửa, cho phép các nhà lập pháp có thêm thời gian để thảo luận về dự luật ngân sách đầy đủ cho tài khóa 2024 bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Viết trên mạng xã hội X sau khi ký ban hành đạo luật, Tổng thống Joe Biden thúc giục Quốc hội bắt tay vào làm việc ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh người dân mong chính phủ không bị đóng cửa. Đáng chú ý, bước ngoặt quay xe quan trọng này tại Hạ viện Mỹ diễn ra ngay sau khi các nhà lập pháp quyết định bỏ điểm gây tranh cãi nhất ra khỏi dự luật là khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dự luật do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm cấp ngân sách cho chính phủ trong vòng 45 ngày, bao gồm 16 tỷ đô la hỗ trợ các nạn nhân thảm họa thiên tai, nhưng không bao gồm khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Dự luật đã được thông qua với 335 phiếu ủng hộ và 91 phiếu chống tại Hạ viện và 88 phiếu ủng hộ so với 9 phiếu chống tại Thượng viện. Sau khi cố gắng thông qua một biện pháp của Đảng Cộng Hòa nhằm cắt giảm chi tiêu quốc phòng và ban hành các chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhưng không thành công, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy thuộc Đảng Cộng Hòa sáng qua đã đảo ngược hướng đi và đưa ra một dự luật tài trợ tạm thời tương tự phiên bản lưỡng đảng của Thượng viện, trong đó không bao gồm 6 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Điều này đảm bảo quân đội và nhân viên Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục được nhận tiền lương của họ và tránh cho hàng trăm nghìn nhân viên dân sự của bộ này phải nghỉ việc tạm thời. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã gọi đây là một chiến thắng cho người dân Mỹ. Chúng ta đã thoát khỏi nguy cơ những đợt cắt giảm tài chính nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn và kinh tế của người dân Mỹ với một thỏa thuận chi tiêu đáp ứng được nhu cầu của người dân Mỹ về mọi mặt. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc theo phương thức lưỡng đảng để thảo luận về một thỏa thuận chi tiêu cuối năm phù hợp với các giá trị của chúng ta, đáp ứng được nhu cầu của người dân Mỹ, thay mặt họ giải quyết các vấn đề và đặt người dân lên trên các lợi ích chính trị. Mặc dù việc đóng cửa có thể là trường hợp xấu nhất đối với Bộ Quốc phòng, nhưng các dự luật tài trợ ngắn hạn vẫn đặt ra những hạn chế đáng kể. Trong phiên điều trần trước Quốc hội hồi tháng 9 vừa qua, Đô đốc Hải quân Mỹ Lisa Franchetti cho rằng Hải quân sẽ không thể tiến hành mua sắm 4 trong số 9 chương trình đóng tàu của mình cho đến khi Quốc hội thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng đầy đủ cho năm tài chính 2024. Gần một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống, cả hai đảng Cộng Hòa và Dân chủ đều đổ lỗi cho nhau về tình trạng bế tắc tại Quốc hội và điều này rất không được lòng người dân Mỹ. Cuộc khủng hoảng ngân sách này có thể sẽ tác động trực tiếp đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong tuyên bố ngay sau khi dự luật được Quốc hội thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ghi nhận nỗ lực của Quốc hội nhằm giúp chính phủ không phải đóng cửa. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ hy vọng khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine sẽ sớm được thông qua. Số phận của ông McCarthy cũng được quan tâm nhiều sau diễn biến kịch tính nêu trên. Việc dựa vào Đảng Dân Chủ để ngăn kịch bản chính phủ đóng cửa có thể khiến ghế chủ tịch Hạ viện của ông McCarthy thêm lung lay, nhất là khi các thành viên theo đường lối cứng rắn của Đảng Cộng Hòa tiếp tục đe dọa phế chốt ông khỏi vị trí này. AP nhận định đây là vấn đề có thể khơi mào các cuộc tranh cãi gay gắt tại Quốc hội Mỹ trong những tuần tới. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken từng cảnh báo kịch bản tiêu cực này khiến các nỗ lực thúc đẩy an ninh quốc gia trở nên khó khăn hơn. Theo hãng tin Reuters, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Đảng Dân Chủ đã đạt được thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa về việc hỗ trợ cho Ukraine sau khi Quốc hội Mỹ đưa viện trợ cho Kiev ra khỏi dự luật chi tiêu của chính phủ nước này nhằm ngăn chặn việc phải đóng cửa. Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ sẽ không từ bỏ Ukraine bất chấp việc viện trợ bị đưa khỏi dự luật chi tiêu nhằm tránh việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa, đồng thời kêu gọi Đảng Cộng Hòa dừng trò chơi này. Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ khẳng định, tôi muốn đảm bảo với các đồng minh của chúng tôi, người dân Mỹ và người dân Ukraine rằng các bạn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi. Cùng ngày, quan chức phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell đã phát biểu rằng Ukraine cần thêm viện trợ quân sự, đồng thời cam kết EU sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến khác trước đó, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói nước này sẽ cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine. Ông trả lời khi được hỏi liệu có kế hoạch hỗ trợ thêm một gói hỗ trợ khác cho Kiev hay không. Đúng vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các loại đạn dược, đạn nổ mạnh và súng cối, tên lửa chống mìn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, đạn dược là thứ Ukraine cần nhất. Ngoài ra, chúng tôi sẽ hỗ trợ về các phương tiện phòng thủ và hệ thống rà phá bom mìn. Chúng tôi cũng đã quan tâm đến mùa đông sắp tới. Chúng tôi sẽ gửi quần áo, máy phát điện và nhiệt. Gói hàng này sẽ trị giá 400 triệu euro. Đề cập đến khả năng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus, Bộ trưởng nhấn mạnh chính phủ Đức phải cân nhắc kỹ lưỡng từng lô cung cấp vũ khí. Ông nói, cần phải làm rõ nhiều khía cạnh chính trị, pháp lý, quân sự và kỹ thuật. Việc này khá khó khăn. Vẫn chưa có quyết định liệu chính phủ liên bang có cung cấp tên lửa hành trình Taurus hay không. Bộ trưởng cũng cho biết thêm là để quyết định có cung cấp Taurus hay không, cần xem xét liệu những tên lửa như vậy có thể được sử dụng mà không cần binh sĩ Đức. Trong bài phát biểu tại diễn đàn Crimean Platform, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết nước này đã hỗ trợ Ukraine với số tiền vượt quá 22 tỷ euro, từ lều bạt, máy phát điện cho đến xe tăng và hệ thống phòng không. Berlin, theo lời của bà, sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết. Đức là nhà cung cấp vũ khí thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Hiện Kiev đang yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, nhưng Berlin không vội đưa ra quyết định về vấn đề này. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho biết Moscow sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới, bao gồm cả Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mới đây, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết nước này chưa có kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine. Tuyên bố này nhằm bác bỏ những đề nghị của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps về việc đưa quân đội nước này tới Ukraine trong công tác huấn luyện. Thủ tướng Anh khẳng định điều đó có thể diễn ra trong một tương lai xa và vấn đề có tính lâu dài. Hiện sẽ không có binh sĩ Anh nào được cử tới Ukraine khi mà xung đột vẫn còn. Trước đó vài giờ khi trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết ông muốn triển khai các giảng viên quân sự tới Ukraine, bên cạnh việc huấn luyện các binh sĩ nước này tại Anh hay ở các nước phương Tây khác. Tuyên bố này cũng vấp phải sự phản ứng mạnh của phía Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cho biết bất kỳ binh sĩ Anh nào tới Ukraine huấn luyện sẽ là mục tiêu tấn công hợp pháp của lực lượng Nga. Được biết trước đó Anh đã cung cấp khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 người Ukraine trong năm qua và dự định sẽ đào tạo một số lượng tương tự trong tương lai. Sau đó, hoạt động này sẽ được chuyển đến Anh và một số nước NATO khác sau khi xung đột nổ ra. Bên cạnh cố vấn quân sự, quân đội Anh còn triển khai lực lượng thủy quân lục chiến tiến hành một số hoạt động bí mật ở Ukraine vào năm ngoái. Nhưng London chưa bao giờ thừa nhận có bất kỳ sự hiện diện quân sự đáng kể nào ở Ukraine. Việc triển khai công khai binh sĩ Anh đến Ukraine có thể sẽ là một bước căng thẳng khác sau khi London trở thành quốc gia NATO đầu tiên cung cấp cho Kiev đạn uranium nghèo cũng như tên lửa hành trình tầm xa. Mới đây nhất, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã cáo buộc các cơ quan tình báo Anh và Mỹ đã giúp điều phối cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào sở chỉ huy của hạm đội Biển Đen Nga tại Sevastopol, Crimea. Theo trang Greyzone, các chuyên gia tình báo Anh được cho là đã tham gia nghiên cứu cách làm nổ tung cầu Crimea của Nga bằng cách sử dụng thợ lặn hoặc phương tiện mặt nước không người lái USV. Cuộc tấn công đầu tiên vào cây cầu năm ngoái được thực hiện bằng cách sử dụng bom xe tải thay vì các phương án được thảo luận trong phân tích của Anh. Đến tháng 7 năm 2023, Kiev đã sử dụng 2 USV, cuộc tấn công của Crimea làm 2 người thiệt mạng và hư hỏng một nhịp cầu. Thưa quý vị, Chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm hôm 30 tháng 9 giờ địa phương, lưỡng viện trong Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn cho chính phủ cho đến giữa tháng 11 năm nay và gửi tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật, qua đó tránh được kịch bản chính phủ liên bang phải đóng cửa trước thời điểm 0 giờ hôm 1 tháng 10. Đáng chú ý, bước ngoặt quay xe quan trọng này tại Hạ viện diễn ra sau khi các nhà lập pháp quyết định bỏ điểm gây tranh cãi nhất ra khỏi dự luật là khoản hỗ trợ bổ sung cho Ukraine. Khoản viện trợ tăng cường cho Ukraine đã bị loại khỏi gói tài trợ của chính phủ Mỹ, đặt ra câu hỏi về hỗ trợ của Washington trong tương lai. Tổng thống Biden mới đây đã ký dự luật tài trợ cho chính phủ đến giữa tháng 11 năm nay và tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa. Dự luật được Hạ viện và Thượng viện thông qua chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm. Đảng Cộng hòa cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận về dự luật tiếp tục chi tiêu của chính phủ Mỹ trong bối cảnh một số đảng viên bảo thủ không muốn gửi thêm viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ hôm 30 tháng 9 đã thông qua biện pháp ngân sách mới nhất để tránh việc chính phủ liên bang đóng cửa chỉ vài giờ trước thời hạn nửa đêm. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết dự luật là tin tốt cho người dân Mỹ. Ông nhấn mạnh, tôi muốn nói rõ, lẽ ra ngay từ đầu chúng ta không bao giờ nên rơi vào tình thế như vậy. Chỉ vài tháng trước, Chủ tịch Hạ viện McCarthy và tôi đã đạt được thỏa thuận ngân sách để tránh chính xác kiểu khủng hoảng này. Ông Biden chỉ trích, trong nhiều tuần, các đảng viên Đảng Cộng hòa cực đoan tại Hạ viện đã tìm cách ngăn chặn thỏa thuận đó bằng cách yêu cầu cắt giảm mạnh mẽ, điều có thể gây thiệt hại cho hàng triệu người Mỹ, nhưng họ đã thất bại. Tổng thống Biden cũng nói rằng Mỹ, trong bất kỳ trường hợp nào, cũng không thể cho phép sự hỗ trợ của mình dành cho Ukraine bị gián đoạn. Theo kênh CNN, trang bị vũ khí và tài trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột của nước này với Nga là một kế hoạch chính sách quan trọng đối với chính quyền của Tổng thống Biden, nhưng giải pháp ngăn chặn chính phủ Mỹ đóng cửa chỉ là tạm thời, và nó đặt ra câu hỏi về quyết tâm chính trị của việc đổi mới dòng viện trợ trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Hãng tin AP đưa tin, những người ủng hộ Ukraine trong Quốc hội Mỹ nói rằng họ sẽ không bỏ cuộc sau khi luật mới đã loại trừ yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về việc cung cấp thêm hỗ trợ an ninh cho quốc gia đang bị xung đột tàn phá này. Tuy nhiên, nhiều nhà lập pháp Mỹ thừa nhận rằng việc giành được sự chấp thuận về sự hỗ trợ cho Ukraine tại Quốc hội Mỹ ngày càng khó khăn hơn, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Sự phản đối của Đảng Cộng hòa đối với viện trợ đã và đang có động lực trong Quốc hội nước này. Việc bỏ phiếu tại Hạ viện vào tuần trước đã chỉ ra những rắc rối tiềm ẩn phía trước. Gần một nửa số thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu loại bỏ 300 triệu đô la Mỹ khỏi dự luật chi tiêu quốc phòng để huấn luyện binh sĩ Ukraine và mua vũ khí. Số tiền sau đó đã được phê duyệt riêng, nhưng điều đó cho thấy có sự gia tăng những người phản đối tiếp tục ủng hộ Ukraine. Sau đó, vào ngày 30 tháng 9, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã loại bỏ viện trợ bổ sung cho Ukraine khỏi một biện pháp nhằm duy trì chính phủ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11. Khi làm như vậy, ông McCarthy đã đóng băng đối với gói của Thượng viện lẽ ra sẽ chuyển 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, vốn chỉ gần bằng 1/3 con số mà Nhà Trắng yêu cầu. Cả Hạ viện và Thượng viện đều chấp thuận áp đảo biện pháp tạm thời, với việc các thành viên của hai đảng từ bỏ việc tăng cường viện trợ cho Ukraine để tránh việc chính phủ phải đóng cửa tốn kém. Sau cuộc bỏ phiếu về việc tài trợ của chính phủ, ông McCarthy từ chối cho biết liệu có đưa vấn đề viện trợ cho Ukraine ra bỏ phiếu tại Hạ viện trong những tuần tới hay không. Về phần mình, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer nói sau khi dự luật được thông qua, chúng tôi sẽ không ngừng đấu tranh để có thêm hỗ trợ kinh tế và an ninh cho Ukraine. Đa số ở cả hai đảng đều ủng hộ viện trợ cho Ukraine và việc làm nhiều hơn nữa là điều quan trọng đối với an ninh của Mỹ và nền dân chủ trên toàn thế giới. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 25 tháng 9 thông báo Ukraine đã tiếp nhận các xe tăng M1 Abrams đầu tiên từ Mỹ, bày tỏ lòng biết ơn các đồng minh đã thực hiện cam kết. Trước đó, Washington đã cam kết cung cấp cho Kiev 31 xe tăng chủ lực Abrams. Việc giao lô xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất đầu tiên cho Ukraine đã vấp phải nhiều tranh luận về ảnh hưởng của vũ khí này đối với thực tế chiến trường. Các chuyên gia quân sự Nga và phương Tây chỉ ra nhiều vấn đề đối với xe tăng Abrams, từ trọng lượng, kích thước và độ phức tạp của chúng, cho đến mối đe dọa có thể gặp phải từ máy bay không người lái, pháo binh và xe tăng Nga. Chuyên gia Yan Boivin, cựu chỉ huy một trung đoàn xe tăng Leclerc cho hay, xe tăng Abrams sẽ kém hiệu quả trên chiến trường nếu không được bảo dưỡng kịp thời và đúng cách. Ông Boivin nói, hạn chế của xe tăng Mỹ là yêu cầu bảo trì và hậu cần ở mức độ cao. Việc bảo dưỡng động cơ tua bin đòi hỏi nhân viên có kinh nghiệm, nhấn mạnh rằng các vấn đề về vòng đệm trong buồng chứa đạn và khả năng dễ bị tổn thương trước hỏa lực của đối phương cũng là hai vấn đề lớn đối với xe tăng Abrams. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Mark Hurling cảnh báo rằng nếu sử dụng động cơ của xe Abrams không đúng cách, xe tăng có thể phát nổ. 31 chiếc Abrams Mỹ nói cung cấp cho Ukraine đã được sửa đổi so với những chiếc xe tăng do quân đội Mỹ vận hành. Theo Sputnik, có lẽ do Mỹ lo ngại những chiếc xe tăng của họ rơi vào tay Nga và Moscow sẽ đưa chúng về phía sau phòng tuyến và giao cho các kỹ sư quân sự. Truyền thông Mỹ đánh giá rằng cách tiếp cận cấp tốc của các nước NATO trong việc hướng dẫn binh sĩ Ukraine sử dụng các thiết bị do Liên minh quân sự cung cấp cho Kiev đã dẫn đến việc bảo trì thiết bị kém. Điều này sẽ khiến tỷ lệ hỏng và gặp trục trặc của các hệ thống bên trong vũ khí cao hơn. Khoảng 200 binh sĩ Ukraine sẽ được đào tạo trong 10 đến 12 tuần để vận hành và sửa chữa xe tăng Abrams. Khoảng thời gian này ngắn hơn nhiều so với 22 tuần mà quân đội Mỹ dành để đào tạo kiếp lái và 34 tuần để hướng dẫn người vận hành cách bảo trì và sửa chữa xe tăng. Ông Viktor Litovkin, đại tá quân đội Nga đã nghỉ hưu, trả lời khi được hỏi về mức độ thực tế của việc huấn luyện binh sĩ sử dụng Abrams trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Lẽ ra phải mất 8 tháng để huấn luyện, nhưng Ukraine muốn thực hiện trong 12 tuần, nghĩa là chỉ 3 tháng. Đây là điều ngoài sức tưởng tượng. Theo ông Litovkin, rào cản về ngôn ngữ cũng là một thách thức đáng kể khi binh sĩ Ukraine sử dụng xe Abrams do mọi thứ bên trong xe tăng đều bằng tiếng Anh. Cựu đại tá Litovkin cũng chỉ ra rằng các binh sĩ Ukraine mà Mỹ huấn luyện để vận hành xe tăng Abrams có thể sẽ chịu thương vong trong các trận giao tranh trong tương lai. Ông Litovkin đặt câu hỏi, vậy ai sẽ là người thay thế họ? Ông Litovkin nói, rất có khả năng những chiếc xe tăng này sẽ được vận hành bởi lính đánh thuê phương Tây, không nhất thiết phải từ Mỹ mà từ bất kỳ quốc gia nào khác, những nơi từng sử dụng xe tăng Abrams, chẳng hạn như Ba Lan. Ông Litovkin cho biết Ukraine không chỉ gặp khó khăn trong việc vận hành xe tăng Abrams mà còn về việc bảo trì. Abrams là một loại xe tăng rất thất thường với động cơ tua bin khí hiệu suất cao, sử dụng nhiên liệu máy bay và lớp giáp thường bị ảnh hưởng bởi các vấn đề kỹ thuật đặc biệt. Khi xe tăng Abrams bị hỏng hoặc mắc kẹt trên chiến trường, chúng có thể ngay lập tức trở thành mục tiêu của quân đội Nga được trang bị vũ khí chống tăng cầm tay, súng cối, pháo binh và UAV cảm tử. Ông Litovkin nói, vì vậy tôi nghĩ rằng xe tăng Abrams sẽ không đóng vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev đáp trả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps sau khi London tiết lộ sẽ gửi quân đến huấn luyện quân sự cho Ukraine. Ông tuyên bố những quân nhân Anh được triển khai đến Ukraine nhằm thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự cho Kiev có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev mới đây đưa ra cảnh báo các quân nhân Anh thực hiện công tác huấn luyện cho binh sĩ Kiev ở Ukraine sẽ là mục tiêu hợp pháp của lực lượng Nga, cũng như các nhà máy của Đức sản xuất tên lửa Taurus nếu Berlin cung cấp loại vũ khí này cho Kiev. Ông Medvedev cho biết những bước đi như vậy của phương Tây đang đưa thế chiến thứ ba đến gần hơn. Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, quan chức an ninh Nga lần đầu bày tỏ phản ứng giận dữ trước phát biểu của tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps khi trả lời phỏng vấn báo chí rằng London dự định triển khai đội ngũ huấn luyện viên quân sự đến Ukraine bên cạnh chương trình đào tạo binh sĩ Ukraine ở xứ sở sương mù hoặc các nước phương Tây khác như hiện nay. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps tiết lộ với báo Telegraph phía London có thể đưa quân đến Ukraine nhằm hỗ trợ trong việc huấn luyện quân sự. Trả lời báo Telegraph hôm 29 tháng 9 theo giờ địa phương, ông Shapps cho biết ông đã hội đàm với các chuyên gia quân sự Anh về việc huấn luyện quân sự và sản xuất thêm nhiều thiết bị quân sự hơn nữa nhằm hỗ trợ cho Kiev. Bộ trưởng Quốc phòng Anh nói ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về khả năng Hải quân Anh có thể bảo vệ các tàu thương mại trước những cuộc tấn công của Moscow ở Biển Đen sau chuyến thăm Kiev trước đó. Đến nay, Anh và các đồng minh vẫn tránh hiện diện quân sự tại Ukraine nhằm tránh nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Binh sĩ Ukraine được đưa đến các nước phương Tây để rèn luyện. Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 binh sĩ Ukraine và chưa dừng lại. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 9 tuyên bố ông muốn biến ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine thành một trung tâm quân sự lớn bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, qua đó tăng cường khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch phản công của Kiev trước Moscow. Anh là quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều thứ hai sau Mỹ, với lượng vũ khí trị giá khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ. Giới chức Anh hồi đầu năm thông báo chuyển 14 xe tăng Challenger 2 tới Ukraine, động thái mở đường cho Mỹ, Đức và một số quốc gia khác viện trợ xe tăng chủ lực cho Kiev. Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn rơi 16 trên khoảng 30 UAV trong các cuộc tập kích của Nga đêm hôm 30 tháng 9. Trong một bài đăng trên Telegram mới đây, không quân Ukraine cho hay loạt máy bay không người lái UAV của Nga được phóng từ các hướng Nam, Đông Nam và Bắc. Theo giới chức Ukraine, khu vực Cherkasy ở miền trung đất nước là mục tiêu bị tấn công. Thống đốc Cherkasy Ihor Taburets viết, trong đêm, đối phương đã tập kích ồ ạt khu vực Cherkasy của chúng tôi bằng UAV. Thật không may, cơ sở hạ tầng công nghiệp ở thành phố Uman đã rơi vào tầm ngắm. Kết quả là một số nhà kho bị bốc cháy, đặc biệt là nơi dự trữ ngũ cốc. Trong khi đó, theo đài RT, tỉnh trưởng Alexander Bogomaz của tỉnh Bryansk thuộc Nga hôm 30 tháng 9 nói rằng một trạm biến áp trong tỉnh đã bị tấn công vào sáng cùng ngày, dẫn tới mất điện tại một ngôi làng cách biên giới Ukraine khoảng 20 km. Ông Bogomaz viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, do cuộc tấn công của những tên khủng bố Ukraine ở làng Poga, nguồn điện đã bị gián đoạn, đồng thời nói thêm rằng không có thương vong. Một số kênh tin tức Telegram của Nga đã đăng tải đoạn video được cho là cho thấy cơ sở điện bốc cháy, nhưng giới chức không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc hoặc liệu có phải do máy bay không người lái gây ra hay không. Kể từ khi phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine, Nga đã nhiều lần điều chỉnh chiến lược tác chiến khi các lực lượng nước này đối mặt với sự kháng cự quyết liệt của Ukraine. Moscow đã sử dụng cả các loại vũ khí hiện đại và các loại vũ khí có từ thời Liên Xô để lật ngược tình thế khó khăn trên chiến trường. Nga đã tận dụng các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ như UAV cảm tử Lancet để tấn công xe bọc thép, các đơn vị pháo binh và nhiều thiết bị quân sự khác của Ukraine. UAV Lancet do công ty con của tập đoàn vũ khí Kalashnikov của Nga chế tạo, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019. Với tốc độ 300 km/h và mang theo đầu đạn nặng 1 kg, Lancet đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường. Nga hiện đang sử dụng phiên bản nâng cấp của UAV này phá hủy các mục tiêu ở Ukraine. James Patton Rogers, một chuyên gia về máy bay không người lái tại Đại học Nam Đan Mạch cho rằng phiên bản này có tải trọng lớn hơn và độ chính xác cao hơn. Theo ông Patton Rogers, máy bay không người lái này thường phát huy hiệu quả nhất khi chống lại các mục tiêu như xe tăng cũ, xe bọc thép hạng nhẹ và hệ thống pháo binh, thậm chí UAV của đối phương. Ngoài ra, bom lượn của Nga cũng được coi là cơn ác mộng đối với các binh sĩ Ukraine. Nga đã biến bom cũ thành bom dẫn đường bằng việc gắn thêm thiết bị cải tiến, mô đun dẫn đường và lượn. Những quả bom gắn UMPK khi được phóng từ độ cao lớn, di chuyển với tốc độ cao, có tầm bắn hiệu quả trên 50 km, có thể giáng đòn nặng nề vào các phòng tuyến và hậu phương của Ukraine. Theo ông Oleksiy Melnik, chuyên gia quân sự tại trung tâm Razumkov, một tổ chức tư vấn có trụ sở ở Kiev cho biết, bom lượn đặt ra thách thức đáng kể cho cuộc phản công của Ukraine. New York Times đưa tin, những quả bom có trọng lượng từ 500 kg đến 1,5 tấn chỉ bay trên không trong một khoảng thời gian ngắn, khiến việc phát hiện mục tiêu và đánh chặn rất khó khăn. Ngoài ra, Nga cũng sửa đổi một số tên lửa để chúng có thể bay lướt ở khoảng cách xa hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan truyền thông The House vừa qua, Ngoại trưởng Anh James Cleverly thừa nhận rằng việc giúp đỡ Kiev là khó khăn và đau đớn, với cuộc xung đột nói chung gây áp lực lên các nước trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng nhấn mạnh rằng nếu chúng ta không tiếp tục ủng hộ Ukraine, thì tất cả những vấn đề mà chúng ta hiện đang phải đối mặt sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây giải quyết tình trạng mệt mỏi vốn đã trở thành một vấn đề lớn. Tuy nhiên, sự ủng hộ vững như bàn thạch mà phương Tây cam kết dành cho Ukraine để đối phó với Nga hiện giờ đang có dấu hiệu rạn nứt trong bối cảnh cuộc chiến bước sang giai đoạn mới. Tình hình chính trị đang thay đổi tại Ba Lan và Slovakia sau những tranh cãi giữa Ukraine và hai quốc gia này liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc. Còn tại Mỹ, Đảng Cộng hòa đã tỏ ra dè dặt trước khoản viện trợ lớn tiếp theo mà Washington dành cho Kiev. Tất cả những điều này đã làm dấy lên sự thiếu chắc chắn về cam kết của phương Tây trong nỗ lực giúp đỡ Ukraine nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Theo giới phân tích, một khi sự ủng hộ của Mỹ và châu Âu dành cho Ukraine suy giảm, Nga chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội để tiến lên, đặc biệt khi Ukraine đang thiếu trầm trọng các hệ thống phòng không và nhiều loại vũ khí khác. Phương Tây từ lâu đã cam kết sẽ kề vai sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, nhưng trước lời kêu gọi cung cấp vũ khí không ngừng nghỉ của Tổng thống Zelensky và những bước tiến chậm chạp của Ukraine trên chiến trường, cùng sự cạn kiệt về ngân khố sau các khoản viện trợ khổng lồ trước đó, dấu hiệu bất hòa đã xuất hiện. Hồi tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng Ukraine nên thể hiện sự biết ơn với phương Tây đối với các lô vũ khí họ được viện trợ, sau khi ông Zelensky kêu gọi NATO nên làm nhiều hơn hứa và vạch ra lộ trình cụ thể để Ukraine có thể gia nhập khối. Một quan chức EU cảnh báo rằng sự rạn nứt trong quan hệ giữa Ukraine và các nước châu Âu có thể mang lại lợi thế cho Nga vào thời điểm quân đội Ukraine chỉ đạt đến những bước tiến chậm chạp, trong khi Moscow vẫn kiểm soát một vùng rộng lớn ở miền Đông và miền Nam. Do đó, hiện có những lo ngại rằng Nga đang nhận ra có cơ hội để đạt lợi thế và có thể tìm cách khai thác những điểm yếu cũng như rạn nứt trong các quan hệ đối tác của Ukraine khi chứng kiến thái độ của công chúng đối với cuộc xung đột đang thay đổi. Các nhà phân tích về Nga tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mong sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine sẽ suy yếu cả về chính trị lẫn quân sự. Ông Sergei Medvedev, nhà sử học người Nga nổi tiếng, cho rằng phương Tây đang mệt mỏi. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!